Xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB các bác nhé. Trong video ngày hôm nay bên shop tiếp tục lên giới thiệu cho các bác một số cái mẫu bơm tay đang làm mưa làm gió trên thị trường được anh em tin tưởng sử dụng khá là nhiều nhé. Đặc biệt là hôm nay các bác mua một bơm sẽ được khuyến mại tặng theo một laser các bác nhé. Đấy. Đây, các bác mua sẽ được bên em khuyến mại tặng theo một laser đầu đạn như này. Các bác sẽ được mua với giá khuyến mại trị giá 50.000 các bác nhé. Đấy. Một cái laser đầu đạn như này trên thị trường đang bán tia đỏ là 260.000 bao ship các bác nhé. Đấy. Cái này có kẹp dây, kẹp nòng, sạc pin, đuôi chuột đầy đủ cho các bác và anh em nhé. Đây, có dây 11, dây 20, có kẹp nòng nữa nhé. Đấy. Các bác mua bơm sẽ được bên em tri ân khách hàng tặng cho các bác một mã giảm giá khi các bác mua theo con laser này trị giá 50.000 các bác nhé. Đấy. Còn về các dòng bơm thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác từ cái loại rẻ cho đến loại đắt trước các bác nhé. Đấy. Bác nào muốn mua hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Bên em ship cút COD đồng kiểm sau 3 tỉnh thành trong mọi miền Tổ quốc đến nơi các bác kiểm tra hàng trên thanh toán. Đó. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cái mẫu bơm rẻ tiền nhất bên em đang sale giảm giá khuyến mại trực tiếp vào sản phẩm con bơm này các bác nhé. Đấy. Đây hai đầu số tại của shop đây các bác nhé. Đấy. Khi các bác mua hàng con bơm này là con bơm đồng hồ bé, lọc ẩm bé, chân cành ngắn không gấp các bác nhé. Đấy. Hiện tại con bơm này thì bao cho các bác mức áp tối đa khoảng 280 cho đến 230 cân các bác nhé. Đấy, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ, chân cành ngắn không gấp. Con này thì phù hợp với những anh em chơi những cây truyền thống các bác nhé. Đấy, mẫu bơm này sẽ được bên em bảo hành 6 tháng các bác nhé. Đấy, con bơm này giá công khai cho bác 500.000 bao ship tận nhà cho bác nhé. Đến nơi các bác và anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ em sẽ lên cho bác cái mẫu bơm thứ hai. Mẫu bơm thứ hai con này. Đây, con bơm này là con đồng hồ to, lọc ẩm to các bác nhé. Đấy, đồng hồ to, lọc ẩm to. Cái này là hiệu FB con báo, chân cành én gấp các bác nhé. Đấy, chân gấp này. Đấy, hiện tại con bơm này thì sẽ là đồng hồ dầu, lọc ẩm to các bác nhé. Đấy, con này đang được bên em bán giá công khai cho các bác nhé. Đấy, con bơm này là bơm đồng hồ to, lọc ẩm to, giá công khai cho các bác. Con bơm này giá 700.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Khi các bác mua con bơm này sẽ được khuyến mại tặng theo một cái đèn pin như này các bác nhé. Đấy, tặng theo một cái đèn pin XMLT6 như này trị giá 200.000 các bác nhé. Đấy. Con này bao cho các bác và anh em chơi mức áp tối đa khoảng độ tầm 250 cho đến 300 cân nhé. Đấy, con bơm FB con báo này anh em dùng khá là nhiều rồi các bác nhé. Đấy. Bác nào bổ kết con bơm này thì alo đến hai đầu số của shop đi ạ để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Con này là giá 700.000 các bác nhé. 700.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bác nhé. Đấy, bên em là một cơ sở bán hàng online cực kỳ là uy tín. Đây, bây giờ em giới thiệu đến cho bác cái mẫu bơm thứ ba. Con bơm thứ ba thì lên cho bác con này là con bơm thuộc dòng Honda các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn này, con bơm này thuộc dòng Honda, các bác nhìn rõ không ạ? Đấy, con này đồng hồ dầu 50 MPa, lọc ẩm sẽ lọc ẩm to, chân sẽ là chân gấp các bác nhé. Đấy, chân sẽ là chân gấp này. Hiện tại con bơm này thì nó là bản nâng cấp của con FB con báo nhé. Thứ nhất là lọc ẩm sẽ lọc ẩm to hơn các bác nhé. Đấy. Ở trong thân bơm con này sẽ có sẵn nước làm mát bao cho anh em chống nóng nhé. Các bác bơm chống nóng nhé, bao cho anh em bơm con này bơm nhanh bơm nhẹ chống nóng bền nhé. Con này thì bảo hành cho anh em thời gian lên đến 1 năm nhé. Mức áp tối đa bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 300 đến 350 cân các bác nhé. Đấy, con bơm FB con báo này anh em sử dụng khá là nhiều nhé. Đấy. Con này bây giờ rất chi là hot. Các bác toàn lấy mẫu này thôi vì nó có sẵn nước làm mát trong bơm, các bác bơm nó sẽ chống nóng, gioăng xin của mình nó bền nhé. Bơm con này rất chi là nhẹ và khỏe nhé. Con này giá bao nhiêu ạ? 900 các bác nhá, 900 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác và anh em kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Đấy, hàng đúng mô tả, đúng chất lượng, đúng sản phẩm, các bác nhận hàng thanh toán cho em nhé. Con bơm Honda này thì hiện tại các bác mua con này sẽ được bên em trợ giá nhé, sẽ được bên em khuyến mại, các bác mua theo con laser này trị giá 50.000 nhé. Đấy, con laser này là giá hiện tại là đang là 250, các bác mua bơm sẽ được tặng khuyến mại theo một con laser này với giá 50.000 nhé. Đấy, các bác mua một bơm này là 900.000 sẽ được khuyến mại mua con này với giá 50.000 nhé. Còn là con laser thị trường đang bán là 260.000 các bác nhé. Đấy, các bác mua một bơm sẽ được khuyến mại mua với giá 50.000 nhé. Đấy, laser đầu đạn tia đỏ nhé. Đấy, đâu laser đầu đạn tia đỏ cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đấy, bây giờ lên cho bác cái mẫu bơm thứ tư nhé. Mẫu bơm thứ tư thì lên cho bác và anh em con bơm này là con bơm Dragon phiên bản dòng này. Con này cực kỳ là xịn sò, oách sẵn nách các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, xuất xứ này, dài ban, hàng của Nhật nhé. Đấy, hàng của Nhật thì các bác cứ yên tâm về chất lượng và thương hiệu rồi. Chân là chân gấp các bác nhé, đồng hồ dầu, chân gấp, nọc ẩm to. Đấy, các bác thấy con này có sẵn nước làm mát trong bơm nhé. Mẫu này bảo hành cho anh em 12 tháng. Đây, logo con rồng nhé. Mẫu bơm này bơm Dragon phiên bản dòng.
Con này các bác chơi con này thì có thể khẳng định là đỉnh của chóp rồi nhá. Trong tầm tiền trên dưới 1 triệu không có mẫu nào qua mặt được con này các bác nhé. Đấy. Con bơm Dragon phiên bản dòng này sẽ được bên em bảo hành chính hãng cho bác 12 tháng nhé. Đấy. Con này sẽ lọc ẩm to, đồng hồ dầu ban đêm có dạng quang nhé. Con này có sẵn nước làm mát trong thân bơm rồi các bác nhé. Đấy. Hiện tại con bơm này thì đang được bên em bán giá công khai 1.300.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Các bác mua bơm này thì sẽ được bên em giảm giá khuyến mại mua con laser này trị giá giá trị 50.000 các bác nhé. Đấy. Còn giá thị trường đang bán là 260.000 các bác nhé. Đấy. Các bác mua bơm sẽ được nhận một cái mã giảm giá khuyến mại mua con laser chỉ còn 50.000 thôi nhé. Còn bây giờ lên cho bác hai cái mẫu bơm cao cấp nhé. Đây, hàng mẫu bơm cao cấp thì hôm nay lên cho bác con bơm Siyongsin phiên bản thường và con này là bơm Siyongsin phiên bản cải tiến bản nâng cấp mới nhất 2024 nhé. Đấy. Bây giờ em giới thiệu cho bác cái mẫu Siyongsin bản thường mẫu cũ trước các bác nhé. Đấy. Này, bác nhìn con bơm này thì chân sẽ là chân không gấp này, bầu lọc ẩm to này nhé, ok chưa? Đồng hồ đây, đồng hồ lớn này, lọc ẩm lớn này. Đấy. Đây, cái này thì sẽ có logo Siyongsin ở đây. Nhưng mà cái mẫu cũ này thì các bác thì logo Siyongsin đây vẫn chỉ là phun sơn thôi các bác nhé, chưa được dập chìm ở thân bơm nhé. Đấy, em rất chia tiếc vì cái điều tồi tệ này nhé. Với một con bơm cao cấp thì đáng nhẽ nó phải là cái chữ Siyongsin ở đây nó phải là dập chìm, khi các bác di tay nó sẽ phải sần, nó có vân tay nó sần nhé. Con này thì nó vẫn thuộc dạng là phun sơn điện tử các bác nhé. Đấy, nhưng thôi không sao. Con này thì giá công khai cho các bác nhé, 1.850.000 bao ship các nhé, bơm tay Siyongsin này. Đấy. Còn bác nào thêm một chút nữa các bác lấy con bơm cải tiến nhé. Con bơm Siyongsin phiên bản cải tiến thì em đặt tên thì công ty nó đặt tên là Mitsubishi GX nhé. Đây, con này thì phiên bản cải tiến 2023 thì nó đã nâng cấp lên rồi. Đây, khi các bác tên bơm và logo ở đây thì người ta sẽ là khắc chìm, các bác di tay sẽ thấy sần đấy. Không phải là phun sơn điện tử như cái mẫu cũ các bác nhé. Đấy, mẫu mới này đã công ty đã làm một cách rất chi là xịn sò rồi. Họ khắc chìm đây, mình di tay sẽ thấy sần các bác nhé. Đây có cánh tay nực sĩ nhé. Đấy. Con bơm này thì mang tên là Mitsubishi GX các bác nhé. Đấy. Cái mẫu này thì nâng phiên bản cải tiến, em thấy nó rất chi là hay. Em thích là ở cái chỗ này nó có một bầu lọc ẩm than hoạt tính các bác nhìn này. Bầu lọc ẩm này toàn là những cái không phải là than hoạt tính đâu nhé. Cái bầu lọc ẩm này là bằng viên hút ẩm như là ở trong những cái gói thực phẩm của các bác đang dùng, những gói bánh kẹo nhé. Đấy, có viên hút ẩm này, ở hai đầu trên dưới thì lại có thêm bông lọc ẩm nhé. Đấy, chân bài cải tiến thì nó chân gấp để anh em cho vào ba lô mình đi rừng đi phượt rất chi là tiện nhé. Đây các bác nhìn này, chân gấp rất chi là hay. Cái tiếp theo là cái van xả áp khá là to, anh em vặn ra vặn vào cực kỳ là dễ nhé. Đấy, các bác phân biệt những cái dòng bơm cao cấp và những cái dòng bơm bình dân. Thứ nhất, các bác có thể nhìn ở những cái con ốc này nhé. Tên những cái dòng bơm cao cấp, những con ốc này thì đều sẽ là những con ốc bằng đồng các bác nhé. Bằng đồng. Các bác còn những cái dòng bơm rẻ tiền thì nó cũng màu vàng như này nhưng nó không phải bằng đồng. Tên con ốc này nó bằng nhôm các bác nhé. Đấy, nhưng từ những cái dòng bơm Siyongsin bản thường này là nó đã bằng đồng rồi, bản cao cấp nó bằng đồng hết. Còn tên những cái dòng bình dân này thì sẽ là con ốc này sẽ bằng nhôm các bác nhé. Đấy, con này đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu ban đêm có dạng quang nhé. Đấy, còn cái mẫu cũ này thì là đồng hồ khô các bác nhé. Đấy, con này mẫu cũ đồng hồ khô các bác nhé, đồng hồ khô. Con này thì mẫu bản cải tiến thì nó đã lên đồng hồ dầu ban đêm có dạng quang các bác nhé. Đấy, con này bơm rất chi là nhanh và khỏe nhé. Con bơm Mitsubishi GX phiên bản cải tiến này thì hiện tại đang được bên em bán giá công khai là 1.900.000 bao ship nhé. Còn con bơm Siyongsin bản thường này giá là 1.850.000 các bác nhé. Đấy, các bác mua hai cái mẫu bơm này cũng sẽ được khuyến mãi mua laser này với giá 50.000 các bác nhé. Đấy, các bác lưu ý nhé. Các bác mua bơm sẽ được khuyến mãi mua laser với giá 50.000 nhé. Đấy, các bác lưu ý cho em vấn đề đấy nhé. Đấy, bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, ví dụ các bác thích con Siyongsin này giá là 1.850.000 các bác bảo em ơi bán cho em con bơm Siyongsin giá 1.850.000, đây là mẫu cũ nhé. Còn bác nào muốn lấy cái mẫu bản cải tiến thì các bác bảo em ơi bán cho em một con bơm Mitsubishi GX phiên bản cải tiến giá là 1.900.000, con bơm Dragon phiên bản dòng là 1.300.000 này, bơm Honda là 900.000 này. Đấy. Còn con bơm này là bơm đồng hồ to lỏng to, thì FB còn báo giá công khai cho các bác
là 700.000, các bác mua được khuyến mại tặng theo một cái đèn pin nhé. Còn con bơm ngoài cùng là con bơm đồng hồ bé lộ ẩm bé chân cánh áng không gấp, mẫu đây rẻ tiền nhất đang được bên em bán với giá công khai 500.000 các bác nhé. Đấy thì các bác vừa xem video, các bác ưng cái mẫu bơm nào các bác alo đến hai đầu số của shop để đặt hàng đi ạ. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video sau ạ.